Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cũng khoảng là 15-20 ngày nay là Sóc Cò không có đăng chia sẻ hồ điệp cốc vỏ thông. Bởi vì năm nay sưu tầm cốc vỏ thông rất là khó khăn. Và đặc biệt mà lại sưu tầm được nhiều màu sắc để cho mọi người được nhiều màu để càng khó khăn nữa. Và hôm nay Sóc Cò rất là may mắn và sưu tầm được một lô hồ điệp cốc vỏ thông rất là đẹp. Hôm nay về rất là nhiều màu sắc khác nhau. Hôm nay về có tất cả là 5 màu. Màu sắc thì Sóc Cò sẽ để trên màn hình để cho các bạn dễ lựa chọn. Hôm nay về có tất cả là 5 màu. Sóc Cò xin điểm danh, đó chính là cây màu tím, cây màu vàng, cây chớp đột biến, cây màu cam và cây màu hồng. Tất cả những cây này là cây hàng cốc vỏ thông Apollo, hàng Đài Loan, cây rất là khỏe mạnh. Thì những cây này các bạn trồng thì rất là đơn giản, là về các bạn chỉ cần bỏ cốc mổ này ra và mọi người chèn thêm vài miếng than giúp Sóc Cò. Mọi người lưu ý ký giúp Sóc Cò là để nguyên, không được bóc tách gì cả. Sóc Cò đã xử lý hết rồi, mọi người không có phải cắt tỉa gì cả. Chỉ cần bỏ cốc mổ ra và cho vào trong chậu, chèn thêm khoảng 5-6 miếng than thì khoảng là 2 đến 3 tháng nữa thì các em sẽ đồng loạt ra bông. Đồng loạt ra bông. Đây là những cây mà cốc vỏ thông giống như là của mọi người. Sóc Cò trồng thì được 3 tháng các em đã ra bông. Cây nào siêng bông thì ra 2 ngồng. Và cây nào mà không siêng thì ra được 1 ngồng. Hồ điệp Đài Loan rất là nhiều màu sắc khác nhau. Trong lô này có điều đặc biệt là gì? Không có cây màu trắng. Đó, cây màu trắng là mọi người mua rất là nhiều rồi. Bây giờ trong lô này Sóc Cò sưu tầm là không có cây màu trắng. Hiện tại Sóc Cò đang chia sẻ là một bộ combo 5 cây, 5 màu với giá chỉ có 350.000 miễn tiền ship. À, mọi người sưu tầm 5 cây, 5 màu về chơi cho nó đã. Bây giờ Sóc Cò sẽ đi chi tiết từng màu một để cho mọi người dễ hình dung. Đây là cây màu tím, Sóc Cò sẽ viết chữ là chữ tím lên trên lá. Cây khỏe mạnh, rễ xanh. Mọi người thấy không? Rễ xanh, màu tím, lá cũng tím luôn. Rất là đẹp, hàng cắt ngồng. Mọi người thì sưu tầm những cây này về, mọi người trồng khoảng 2 đến 3 tháng nữa em sẽ ra bông. Sóc Cò bán hàng sẽ bảo hành chuẩn mặt bông cho mọi người, không có bán hàng lộn xộn, không có bán hàng xổ số. Nên vì vậy mà trách nhiệm rất là nặng nề và cao. Cây thứ hai đó chính là cây màu vàng 2035, rễ xanh, cây cắt ngồng. Cây vàng rất là đẹp, rất rất đẹp. Lô ngày hôm nay cây vàng lúc nào cũng vậy, rất là nhiều cặp lá, rất là đẹp. Sóc Cò viết chữ màu gì? Vàng lên trên lá cho mọi người để mọi người yên tâm. Rễ xanh nhá. Đó. Màu tiếp theo đó chính là cây chớp đột biến. Chớp đột biến, cây này rất là khỏe mạnh. Rễ xanh. Mọi người nhìn thấy đầu rễ không? Đó. Đầu rễ này. Cây khỏe mạnh. Đây là những cây cắt ngồng nên vì vậy sẽ không thể tránh được những cái lối lá nhẹ. Lối này lối lá cực kỳ là nhẹ. Ví dụ như là như thế này này. Đã khô rồi thì không thể tránh được những cái lối lá đấy. Quan trọng nhất của hàng Đài Loan phải là gì? Cây khỏe mạnh, đầu rễ xanh. Úi giời ơi, quá đẹp. Cây khỏe mạnh. Còn đâu nếu mà gặp những cái lối lá nhẹ như thế này mọi người này, khô rồi đó. Đó. Thì mong mọi người bao dung giúp Sóc Cò nhé. Lối như này này thì là giống như là muỗi đốt inox, không có quan tâm mấy cái đấy. Và màu tiếp theo đó chính là cây màu cam. Màu cam là cái màu mà Sóc Cò đã chinh phục và trồng được. Cây rất là đã, dễ này mọi người này. Cây màu cam là cây màu này này mọi người nè. Sóc Cò trồng cây màu cam này, lá này rất là đẹp. Trên này cũng vậy. Đây cây màu cam này. Cây màu cam này Sóc Cò trồng được 4 năm nay rồi. Và em ra rất là nhiều cặp lá. Cây màu cam rất là dễ trồng. Mọi người lên sưu tầm cây màu cam. Cây màu cam. Mọi người có thể trồng một cây vào một chậu hoặc là 3 cây vào một chậu. Đây là Sóc Cò trồng 3 cây vào một chậu này. Bên này là một chậu. Bên này là 3 cây vào một chậu. Đấy, Sóc Cò ghép 3 cây vào một chậu. Mọi người nhìn dễ không? Rất là khỏe mạnh. Bên này cũng vậy. Zoom kỹ cho mọi người nhìn rõ này. 3 cây vào một chậu. Bộ rễ này. Trồng rất là lâu rồi. Hồ điệp Đài Loan rất là dễ trồng. Cực kỳ là dễ trồng. Giá tiền của em sẽ cao thêm một chút xíu. Nhưng mà bù lại mọi người trồng tỷ lệ sống rất là cao. Cây tiếp theo đó chính là cây màu hồng. Màu hồng Sóc Cò sẽ viết chữ hồng lên trên lá. Hàng cắt ngồng nên vì vậy các em sẽ không có nhìn có được đẹp mướt, lung linh. Nhưng bù lại sức sống của em cực kỳ là cao, không giống như những cây hồ điệp Trung Quốc. Cây hồ điệp Trung Quốc các em ấy là những cây hồ điệp tơ, giá tiền rẻ nhưng mà mọi người trồng rất là khó. Chỉ cần một cơn mưa thôi, nó tới.
thì hàng hồ điệp của Trung Quốc cực kỳ là dễ thối, thối một loạt, mọi người ngửi thấy mùi thối, thậm chí đến bây giờ mọi người vẫn còn ám ảnh. Bản thân sốc cò cũng vậy, sưu tầm hàng Đài Loan giá tiền cao thêm một chút xíu, nhưng mà bù lại trồng cây rất là dễ sống, có sao nói vậy. Còn nó mua không mua để cho khách hàng tự quyết định, nhưng mà chúng ta phải phân tích thật là kỹ để cho khách hàng hiểu. Đây, một cây vào một chậu cũng được, ba cây vào một chậu cũng được, sóc cò trồng toàn hàng Đài Loan mà thôi. Đó. Có cây thì đang ra bông, có cây thì đang ra ngầu, cây rất là khỏe mạnh. Hôm nay về combo tất cả là 5 cây 5 màu, sóc cò xin điểm danh lại nhé, cây đẹp lắm. Cây màu tím, cây màu vàng, cây màu đột biến, cây màu cam và cây màu hồng. 5 cây 5 màu, hàng Đài Loan, cắt ngầu, khỏe mạnh, đặc biệt là hàng cốc vỏ thông. Đó. Nếu như mà mọi người mà mua hàng mà người ta chia sẻ cho mọi người mà 5 cây 5 màu mà cây nào cũng to và cây nào cũng giống nhau thì thường thường là sẽ sổ ra một màu mà thôi. Hồ điệp nó phải khác nhau kiểu lá như này này, đây cổ tím này, cổ lá vàng này thì mới sổ ra được một màu, kiểu lá khác nhau hoàn toàn thì mới ra được nhiều màu sắc. Năm cây 5 màu, lô này về rất là đẹp và chắc chắn là cũng sẽ hết rất là nhanh thôi. Năm nay sưu tầm hồ điệp cốc vỏ thông khó như lên trời vậy. Đẹp lắm. Cam, cam cà rốt đấy, đẹp lắm. Cây cam với cả cây vàng là hai cây nhiều cặp lá nhất, to nhất trong ngày hôm nay. Cây cam này mọi người này, cây vàng này, hai em này là hai em nhiều cặp lá nhìn rất là to. Còn cây màu tím thì lá dài, lá dài. Cây màu đột biến thì lá hơi nhỏ. Cây màu hồng thì lá dài, lá dài, bản lá không có to nhưng mà lá rất là dài. Đó. 5 cây 5 màu. Mọi người nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Còn về cái cách trồng lan của những cây hồ điệp đấy thì Sóc Cò sẽ để đường link ở dưới. Mọi người mà chưa biết cách trồng thì mọi người chỉ cần click vào cái đường link ở dưới phần comment á, thì sẽ chia sẻ tới cái video mà chia sẻ cái cách trồng. Mọi người cứ làm theo như vậy thì cây sóc cò sẽ đảm bảo rằng sống đến 90% khỏe mạnh. Có sao sóc cò nói vậy, trồng sao thì sóc cò chia sẻ vậy, không có nói tào lao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.